Không sao. Coi ông coi lúc nào ông tắt ông coi á. Chị té luôn vậy. Ông kia nó nói nếu mà vợ tôi mà biết vợ trước thì tôi cũng cầu cái chú dễ chịu để cho tiền mua tròn. Trời ơi chắc đau dữ lắm luôn á. Bởi vậy chị cắn sát luôn. Ở đây chị áo cháo ăn cho nó ăn không chị? Ở đâu có ăn. Té luôn. Này là chơi quan muối thì chơi nó còn đói nha, giờ ảnh là gì về anh có cho ăn thoải mái chuối thổi luộc gì ăn thử hết tại vì anh chơi quan thôi còn đang nấu quá trời mưa lúc này mưa sao mưa lớn lớn không à, nên người ta nói là người chín nuôi con sò này cái nào ăn tốt không? Bắt ai hiểu dầm rồi các ai, ta bắt các ai? Dạ. Con phải con cái thằng già còn giữ nữa, con cái còn giữ nữa. Cái vô nó ra. Thấy hết còn chưa? Mẹ em thấy không? Nếu con tròn ta mình á, con tròn ta mà ở này phải là cái giấy nó dài lòng thòng, còn cái này là bằng đầu tay chưa có giấy nè, còn tơ nữa, nè. Con tròn ta mình nó giấy bự trẻ con này cu giấy chưa có luôn. Con này lớn rồi nè. Nó có tròn có vậy chứ ai tự nhiên bật tay vô phòng phọt vậy giờ nó chủ tròn gì trời. Đâu có ai mà để cái tay vô bao giờ. Mình nói kỹ đó. Nó đâu có bạn bè chứ nó có tay là được. Thôi không có bạn bè được. Kỹ lắm. Vậy cho anh biết nó hay vậy? Biết chứ tôi mới rồng cái kỹ nè. Nó là đáng chồng đúng như tiền rồi để nhà được như vậy tất cả là nuôi con không hai chồng già chồng nhiều quá cả tiền con cái học hành trời ơi con thì, thì bây giờ anh xuất ra đi rồi phải vậy cái người muốn bán được thì phải dễ bán đâu phải nói, nói là nói vậy chứ cái người quan trọng là bán được hay không chồng có là bán được hay không không phải ai cũng bán được đâu đúng rồi đó chứ không phải nói ai cũng bán được ai bán được nói chị gì. Có theo ông này chỉ có theo dõi ông Khiếp với qua tự nhiên giờ qua cái clip bên anh đó chỉ ông tôi Khiếp là, thôi tôi là cái vợ tôi lên Khiếp tôi bắt đó ông Khiếp thôi công ty Nguyễn Khiếp cũng ra làm ăn được ai nói xấu ai còn mấy người mà người ta dạng như là ta bình luận nói xấu là phải nhìn lại mình có tốt chưa mà mình đi nói xấu người ta nhưng mà đừng bao giờ thấy người ta làm được mà nói này nói kia mình thấy làm giống được người ta đi dạ cũng nói nhưng mà ai làm là sao tôi qua đây thấy vợ chồng cũng được chồng cũng được tại là mình chiến về thấy tình cảm được thì mới lên chiến nữa dạ anh chị bữa nào qua đi em chị rảnh rỗi qua đây em đem hải sản nhậu với này, này nhậu em trong tủ gì đứng gần quên đứng gần thôi em gửi ra gửi chị chỉnh tái ăn hao hụ vợ đâu chị con làm cái trên hả ảnh đi ba bắt á đủ nghề hết trơn trời muốn ăn là không tối thứ sáng ăn nhậu là đi đục đi xuống biển đục nếu này giờ từ đây xuống biển thử qua 4 cây số mua thì cái kia cũng biết đi chạy á ruột á mình chạy đục đục con ruột anh mình mấy nhỏ con gái nó hay nướng cái nó để mỡ hành rồi lên á nè em đục lấy ruột hết à lấy ruột trời ơi chị biết sao không thằng cáo thành phố về nó nói có thành phố nghèo 50 ngàn một con bắt đầu xuống đây đục cho nó hả gạt 300 con vậy đó cái nó mê luôn à rồi bắt đầu á cắt ruột ra gần 2 cái ruột gần 300 con nghèo đập lấy ruột ra cho nó ăn á ăn mê luôn buồn quá nó không chịu ra nó chịu ra bất ngờ nó là kéo luôn á thì kéo được chín liền rồi nhưng mà đau quá lắm rồi con này nó còn giữ nuôi con này sớm nữa nó cho em lựa chắc tự con ở đây thì bà con ai với nhau mà em nghe nói chuyện
rất là thái. Lựa cho tự tôi con thì tình tôi không có chịu mua sả thảo thôi. Dạ. Mà tôi nghèo là tôi lời nghe không có sả thảo. Tôi nghe là dữ lắm không? Nói chung ra là mình cho người ta mượn tiền mà mình không dám đòi. Thôi như tụi là hơi chắc. Dữ lắm á. Sợ ta dặn á. Đó ta cái miệng nói gì lắm tới khi gặp rồi có bắt đầu ta nó gọt cái gì à. Ai mà lại mượn tiền là đặt mấy cho con liền. Khỏi cần. Cái bị thì nói chưa hỏi em. Cái này mấy tháng cho tuổi không? Cái này 4 tháng rưỡi năm tháng. Này thử ra 4 tháng rưỡi. Mình nói chung ra là người ta mượn tiền mà nhiều khi mình không có tiền mình sợ người ta dặn, mình sợ không có tiền.